Giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA chỉ trích những người cáo buộc cơ quan của ông tra tấn tù nhân tại những địa điểm nhà tù bí mật, nói rằng những phương pháp thẩm vấn này đã giúp ngăn chặn những cuộc tấn công khủng bố nhắm vào Mỹ. Giám đốc CIA John Brennan hôm thứ Năm đáp lại báo cáo của Thượng viện Mỹ trong tuần này kết luận rằng những biện pháp thẩm vấn khắc nghiệt đã không mang lại thông tin tình báo nào có giá trị và ngang như tra tấn. Ông thừa nhận một số công tác viên của CIA đã vượt ra ngoài những phương pháp được cho phép khi họ thẩm vấn những nghi can khủng bố và nói rằng hành động của họ đúng là phải bị bác bỏ nhưng ông ca ngợi đại đa số những nhân viên tình báo của cơ quan này vì những nỗ lực của họ sau khi các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2011 làm thiệt mạng gần 3.000 người tuy nhiên thượng nghị sĩ Diane Feinstein chủ tịch ủy ban tình báo thượng viện biên soạn bản báo cáo nói rằng những vụ ngược đãi là vết nhơ trên lịch sử của Hoa Kỳ tổng thống Barack Obama nói những vụ ngược đãi này là sai lầm khủng khiếp không được lặp lại ông đã cấm sử dụng những biện pháp gọi là kỹ thuật thẩm vấn tăng cường khi nhậm chức vào năm hai chín kể từ khi báo cáo của thượng viện được công bố những nước thường bị mỹ chỉ trích về những vi phạm nhân quyền đã lên tiếng đả kích những hành động của cia